Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại đồng hành cùng với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy, và chúc quý anh chị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong video thì Bình An sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng năm 2022 cần chú ý những gì khi sao Thái Bạch hạn thiên tinh chiếu mạng năm 2022. Và trước khi đi vào nội dung thì quý anh chị đừng quên like và chia sẻ video và đăng ký kênh cho Bình An Tử Vi Phong Thủy nhé. Tổng quan năm 2022 cho tuổi Quý Hợi năm 1983. Nam mạng sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi, tức tuổi con heo, thường được gọi là lâm hạ chi trư, tức heo trong rừng, mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Về mệnh thì thủy sẽ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim sinh thủy, thủy được lợi là tốt. Về địa chi thì Hợi sẽ gặp dần là lục phá. Về thiên can thì Quý gặp nhâm là bình thường. Về sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch, là hung tinh, là hao tốn tiền của, ốm đau và công việc thì lận đận. Và vận hạn là hạn thiên tinh, là hạn về thị phi và kiện tụng. Về vận niên là cẩu cùng phong. Về thái tuế năm 2022 là phạm thái tuế, là phá thái tuế. Và tam tai năm 2022 không phạm tam tai. Về tuổi kim lâu năm 2022 không phạm kim lâu. Về hạn hoang ốc năm 2022 không phạm hoang ốc. Xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 1983 năm 2022 theo bản mệnh và cung phi. Đầu tiên là theo ngũ hành bản mệnh thì mạng thủy của người tuổi năm 1983 sẽ gặp năm là hành kim, là tương sinh, là tốt. Về công việc thì năm nay sẽ có nhiều điều thuận lợi và sinh ra tài lộc, việc làm gì cũng được hanh thông và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Thứ hai là về ngũ hành cung phi, và cung phi của tuổi này là Cấn, tức là hành thổ, sẽ gặp năm 2022 là cung khôn, cũng là thổ, là tương trợ, là tốt. Nhâm dần là năm ít thay đổi công việc kinh doanh làm ăn, và bên cạnh đó thì có các công việc sẽ được quý nhân giúp đỡ bạn nhé. Xem tuổi tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nam mạng theo thiên can và địa chi. Đầu tiên là theo thiên can thì thiên can của tuổi là Quý sẽ là hành thủy, sẽ gặp năm can năm nhâm là hành thủy, là bình hòa, và đây là một năm công việc kinh doanh ở mức bình thường và nhiều cơ hội kiếm ra được tiền bạc, nhưng cũng chỉ đủ cho việc chi tiêu trong nhà bạn nhé. Thứ hai là theo địa chi thì địa chi của tuổi Hợi sẽ gặp chi năm dần là nhị hợp. Công việc thì hay nơi ăn trốn ở của người tuổi này trong năm thì hanh thông vô cùng và có thể phải di chuyển hay đi lại nhiều trong năm này bạn nhé. Về sao chiếu mệnh của tuổi Quý Hợi năm 1983 sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch hay còn gọi là kim tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Và quý bạn tuổi Quý Hợi nam mạng năm 2022 thì bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm thì sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau và công việc làm ăn lận đận, và thậm chí thì còn ảnh hưởng tới cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn là bởi kim tinh, là hung tinh chủ về hung vận. Và theo Bình An Tử Vi Phong Thủy thì kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh sáng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ và thêm nhân khẩu, hôn nhân người cưới gả thì đều có hạn, và sử dụng tiền tài thì cần chú ý tiểu nhân. Quý bạn Quý Hợi năm 1983 nam mạng có sao Thái Bạch chiếu mệnh ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, và nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền và bị mây mù che phủ, và ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối và thường xuyên gặp trở ngại và không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó thì người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh lại thấy khó lại gần. Và nếu quý bạn tuổi Quý Hợi thì vượt qua được những rào cản trên thì vận trình sẽ thăng tiến rất nhanh, và gặp việc gì thì cũng cần lưu tâm, chú ý và cẩn trọng với việc cho vay tiền và dễ phát sinh cãi vã. Và khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường thì sẽ có lợi cho bạn hơn. Về sao Thái Bạch, kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, và kỵ màu trắng quanh năm. Do vậy thì đây là những tháng và màu sắc mà người tuổi Quý Hợi năm 1983 cần chú ý trong năm 2022 sắp tới này nhé. Xem tử vi vận hạn năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng hạn thiên tinh thì Quý Hợi năm 1983 nam mạng năm 2022 thì gặp hạn thiên tinh thì nên đề phòng ngộ độc và sức khỏe suy giảm. Và căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này thì đương số dễ gặp rắc rối và liên quan tới luật pháp,
và có thể bị kiện cáo, và nặng thì truy tố và xét xử và chịu án phạt. Và ngoài kiện cáo hình phạt ra thì một số tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra, đó là về tai nạn vào ban đêm, với chữ dạ tai, với chữ dạ nghĩa là đêm tối, và tai nạn thì thường về đêm là trộm cướp và té ngã khi trời tối. Và hạn thiên tinh thì chủ về bệnh tiêu hóa và rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng dạ dày, và nặng thì có thể ngộ độc thực phẩm, và nhiều người khác thì có thể té ngã ở độ cao, và một số người té ngã do leo trèo với tay lấy các vật ở trên cao. Về cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Thì một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh và làm nhiều việc thiện và tích lũy công đức phúc phận. Và nếu có khả năng thì nên ủng hộ và quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu sửa cổng và tường bao an toàn và chắc chắn. Cuối cùng thì quý bạn tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng năm 2022 thì cần nên cẩn thận về việc ăn uống và thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Và khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự thì cần đi khám ngay để điều trị ngay lập tức và không được chủ quan, tránh tới hệ lụy sau này. Và nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi bạn nhé. Xem tử vi năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng vận niên cẩu cuồng phong. Và cẩu cuồng phong là một hình tượng chó bị gió độc, và điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với các bạn tuổi Quý Hợi nam mạng. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng, không khó gì. Ngoài ra thì trong năm này thì sức khỏe của bạn không được tốt và cần hết sức lưu ý. Còn về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm này thì các bạn tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng thì nên giữ nguyên mọi việc như cũ và hạn chế thay đổi. Trong năm thì gặp vận niên này thì bạn nên giữ chữ tín đối với mọi người và chọn cách làm ăn chắc chắn, và không nên tham gia vào những việc có yếu tố may rủi và hạn chế xuất tiền bạc và chờ thời cơ. Cuối cùng thì trong năm vận niên cẩu cuồng phong thì bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ và tránh cãi vã và tranh chấp bạn nhé. Hạn thái tuế năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng. Tuổi Hợi năm 2022 thì tuổi Hợi phạm phá thái tuế, do vậy thì các bạn Quý Hợi năm 1983 nam mạng thì dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ và có thể bị phá do mất đi quyền lực và tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ trong xã hội. Do vậy thì những cân nhắc đường dài cần được tính đến từ khi quý bạn xem được video này và để có một năm 2022 thuận lợi hơn bạn nhé. Cuối cùng là xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nam mạng theo mùa sinh. Đầu tiên là vào mùa xuân thì người nam tuổi Quý Hợi năm 1983 sinh vào mùa xuân trong năm Nhâm Dần thì được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì sức khỏe lại có phần không chuyển biến tích cực, và đặc biệt là ở hệ tiêu hóa dạ dày và dễ gây ra bệnh tật ốm đau, và tiền bạc thì cũng phải chi tiêu nhiều. Thứ hai là vào mùa hạ thì lá số tử vi nam sinh năm 1983 năm 2022, đây là một mùa hỏa vượng và còn thủy thì khô. Chính vì thế nếu sinh vào mùa này thì người tuổi Quý Hợi gọi là lỗi mùa sinh, và năm Nhâm Dần thì thuộc hành kim thì cũng không hợp với mùa sinh này, và dù có sinh ra là bản mệnh. Chính vì vậy thì trong năm, người nam tuổi năm 1983 phải cố gắng nhiều thì mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Và ngoài ra thì công việc dễ bị thay đổi và người già trong nhà thì dễ bị đau ốm. Thứ ba là vào mùa thu thì xem bói tuổi tử vi Quý Hợi năm 2022 nam mạng sinh vào mùa này là kim vượng, và trong năm Nhâm Dần thì người tuổi Quý Hợi nam mạng có nhiều cơ hội hùm hạp, vốn kinh doanh làm ăn. Tuy nhiên thì tiền bạc năm này cũng có sự tiêu pha nhiều và sức khỏe thì cũng bị ảnh hưởng vì hành kim của năm quá vượng. Cuối cùng là vào mùa đông thì mùa đông là một mùa thủy vượng, và những người tuổi Quý Hợi sinh vào mùa đông thì được mùa sinh tương trợ và năm Nhâm Dần tương sinh nên có thể mở mang thêm nhiều công việc làm ăn, và nếu xây dựng nhà cửa hay thay đổi nơi ăn chốn ở thì có thể mang đến nhiều may mắn. Và tổng kết lại, vậy là quý bạn tuổi năm 1983 Quý Hợi đã cùng Bình An tử vi phong thủy đi chi tiết năm 2022 cần chú ý những gì. Tuy nhiên thì các vận hạn bên trên ảnh hưởng tới mỗi cá nhân là khác nhau,
và để biết mức độ ảnh hưởng như thế nào thì quý bạn có thể comment giờ ngày sáng năm sinh ở phía dưới cho chúng tôi sẽ xem vận hạn chi tiết cho bạn năm 2022 qua lá số tử vi. Và cảm ơn các bạn đã xem video và chúc một năm 2022 thuận lợi bạn nhé.